Rồi, chào mừng anh em đến với kênh của mình Chiến ở Thăm Bãi. Sau đây em sẽ quay và test sản phẩm là receiver dòng Sansui 7070. Đặc biệt em này là có công suất là nguồn là 400W nha. Semi-Ring luôn nha, chưa dán lại luôn nha. Đây. Này có công suất nguồn là 400W. Đấy, 400W nha. 400W. Rất là mới nha. Và giá bên em bán cho các bác là 18 triệu 500 bao ship toàn quốc cho các bác nha. Mọi chi tiết anh em liên hệ vào số điện thoại của em và xin mời các bác và anh em đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em lúc về. Và sau đây em sẽ lên điền nguồn và test cho các bác nghe. Bây giờ là ngày 24 tháng 6 nha, lúc 6 giờ rưỡi. Mạch mũi len ken không tì vết nha, rất là mới luôn. Rồi. Giá 18 triệu 500 nha, bao ship toàn quốc cho các bác. Tất cả dòng 7070 thì lên bán giá là chỉ tầm 18 năm thôi nha. Còn tùy theo đợt hàng nha các bác, lúc nhập cao thì bán sẽ cao hơn vài trăm. Rồi, mời anh em nghe, tạm âm. Đặc biệt 7070 nó có chỉnh bass mic chép nha, cho anh em nào thích chỉnh giải mic gì đó thì anh em lựa chọn những con này và phối ghép những cặp loa như là Pioneer, Sansui, Diatom. Hầu như con dòng 70 nó rất là dễ ghép loa nha các bác. Tình xanh
Xin chào các bác, hẹn các bác ở video kế tiếp. Và cuối video xin chúc các bác một buổi tối vui vẻ bên gia đình.